Vào một buổi sáng đẹp trời cuối năm, chị Vân và chị Mai quyết định mở một tiệm nail để kinh doanh riêng sau thời gian đi làm và để dành được một số tiền. Hai chị bắt tay vào công việc nhưng lại theo hai định hướng khác nhau. Chị Vân tìm đến và mua lại một cửa tiệm nhỏ, thuê thêm vài người thợ và chị bắt đầu thực hiện các phương cách quảng cáo cho tiệm của mình. Chị treo bảng New Management. Chị bắt đầu cho thiết kế flyer quảng cáo và cho người đi phát ở những khu vực lân cận. Chị đăng bài quảng cáo trên báo địa phương. Chị cho gửi thư quảng cáo đến từng nhà. Vài tuần trôi qua, chị Vân bắt đầu thấy có khách ở những khu vực lân cận tìm đến. Chị cảm thấy vui và phấn khởi. Nhưng đến cuối tháng, chị ngồi kiểm tra lại sổ sách. Chị nhận thấy, tuy rằng income có tăng lên, nhưng chi phí chị bỏ ra cũng rất cao, nhất là chi phí quảng cáo dành cho các phương thức chị đã sử dụng, mà hiệu quả mang lại không được như kỳ vọng. Lượng khách mới đến tiệm cũng vô cùng hạn chế. Chị đắn đo và tiếp tục trông đợi tình hình sẽ được cải thiện trong tương lai. Chị Mai lại chọn một hướng đi khác. Chị cũng mở một tiệm nail nhỏ, mua lại của một người quen. May mắn hơn, chị được một người bạn giới thiệu cho cách kinh doanh nail trong thời đại mới. Thay vì đi phát tờ rơi, đăng báo, gửi mail quảng cáo đến từng nhà, chị dùng số tiền đó cho marketing online. Chị nhờ một công ty chuyên về marketing online cho tiệm nail, thiết kế website, làm SEO cho tiệm của mình, đăng các bài viết, hình ảnh quảng cáo trên các kênh mạng xã hội như Facebook, Instagram, Google. Một thời gian sau, chị thấy khách hàng kéo đến ngày càng nhiều. Hỏi ra mới biết, người ta tìm kiếm tiệm nail trên mạng và tiệm của chị xuất hiện đầu tiên nên họ chọn tìm đến để thử. Nhờ đó, chị không những có khách hàng ở những khu vực lân cận mà những khách du lịch, khách vãng lai đi qua vùng đó. Khi search ra tiệm nail trên mạng, họ cũng tìm đến tiệm của chị. Ngoài ra, chị còn áp dụng phần mềm cho khách check-in trong tiệm. Phần mềm này giúp chị lưu trữ thông tin khách hàng. Nhờ đó, hàng tuần, hàng tháng, chị đều gửi ra những tin nhắn giảm giá, mời khách quay trở lại. Vì vậy, lượng khách đến tiệm chị luôn ổn định mà không mất quá nhiều công sức. Tuyệt vời nhất, phần mềm này giúp tiệm của chị tăng được rất nhiều review 5 sao trên mạng. Nhờ đó, rating của tiệm luôn ở mức rất cao, giúp củng cố uy tín và thu hút khách ngày một nhiều hơn. Tìm kiếm trên mạng, thấy tiệm của chị đứng đầu tiên với số lượng rating rất cao. Khách tìm đến sử dụng dịch vụ, chị thu thập thông tin, rồi gửi tin nhắn giảm giá mời khách. Sau đó, khách lại tiếp tục quay trở lại. Đó như một vòng lặp tự động và ổn định, giúp tiệm chị luôn có lượng khách ổn định và nhờ đó phát triển rất nhanh. Sau một thời gian ngồi xem xét lại, chị Mai thấy số tiền bỏ ra cho quảng cáo online thực sự không đáng gì so với hiệu quả mà nó mang lại. Và số lợi nhuận chị kiếm được tăng lên rõ ràng theo thời gian. Một thời gian sau gặp lại, hai chị ngồi tâm sự về cuộc sống và công việc. Chị Vân than thở về chuyện kinh doanh phát triển quá chậm. Hằng ngày, hằng tuần chị đều phải suy nghĩ cách làm sao để kiếm thêm khách, làm sao để đủ income để duy trì tiệm, để giữ chân thợ. Nghe lời tâm sự của chị Vân, chị Mai liền chia sẻ về tình hình kinh doanh khả quan của tiệm mình, giới thiệu với chị về các hình thức quảng cáo online cho tiệm nail, về website, về SEO, về go check-in. Như thấy được ánh sáng cuối đường hầm, chị Vân liền bỏ hết các hình thức quảng cáo cũ, thử áp dụng các cách thức marketing online như chị Mai giới thiệu. Một thời gian ngắn sau gặp lại, chị Vân vui mừng chia sẻ về tình hình kinh doanh được cải thiện rõ rệt. Lượng khách đến tiệm của chị giờ đây ổn định và giúp chị được income cao hơn nhiều so với trước kia. Chị Vân cảm ơn chị Mai vì đã giới thiệu cho chị cách kinh doanh mới và thích hợp nhất cho tiệm của mình. Thời thế đã thay đổi, hiện nay những phương thức quảng cáo kiểu cũ đã trở nên lạc hậu, lỗi thời. Nếu các anh chị muốn biết và hiểu thêm về những phương thức quảng cáo online cho tiệm nail vô cùng hiệu quả mà chị Vân và chị Mai đã sử dụng, vui lòng bấm vào nút Learn More hoặc gọi vào số 832-968-6668 sẽ có nhân viên của Fatboy tư vấn rõ ràng cho các anh chị. Xin cảm ơn rất nhiều.